afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ trở lại gây xa sau ngày hôm qua và ngày hôm nay test nhưng mà sơ mới. Còn thiếu cái vụ mà cha nội đó được đưa tên lửa của thanh niên thút thít nữa thôi. Có lẽ là ngày mai mình test xong rồi mình sẽ gắn vô đâu đó cho các bạn coi. Quên ha, tự nhiên giờ mọi người comment mới nhớ những cái vụ này. Và hôm nay thì mình sẽ chơi gây xa trong cái map Bệnh viện Thánh Tâm. Nghe bệnh viện là thấy sợ rồi. Trời ơi, rất là nhiều cái chết ở đấy, xong nhiều vi khuẩn vi trùng. Dĩ nhiên là cái khu bệnh viện là không ai muốn vô hết. Nhưng mà kiểu một năm thì cũng phải đi khám một lần để xem là một năm vừa qua mình sẽ bị gì, kiểu khám tổng quát ấy. Ví dụ như là đi thử máu này, xong rồi đi chụp X quang, rồi đo huyết áp, khỏi đau tim. Vô thấy em mà làm biếng đuổi. Đầu game thì mình thấy họa sĩ mình sẽ mang phấn khích nha. Dẻo thế. Úi giời. Cái bộ trang phục này thì thật sự là đẹp. Nhưng mà cái tóc của nó, mọi người tưởng tượng đi. Ví dụ như mình đang ở trong một cái... Cái gì à trời. Mình chơi những map tối đứng từ xa cũng thấy tóc bà này sáng kinh khủng. Chết đi. Quá à, là ghế máy để không sửa, đi phá ghế mình cho ra ghế kia. Họa sĩ đã rất là phiền ở cái vụ ngồi ghế rồi mà còn đi phá ghế ở gần đây nữa, tức ghê. Cái trang phục free họa sĩ này đẹp quá à. Thật sự luôn, nó nhìn cái đôi mắt rất là xinh, đôi mắt không có cúc, đôi mắt rất là xịn sò, đến từ sự collab của bộ phim Bungo. Mình chưa coi đến cái tập thanh niên này xuất hiện, chỉ coi đến cái đoạn mà thanh niên hổ đấy bắt đầu là bị thu phục, cái là ra nói được vài câu cái là không thấy nữa. Nhưng mà đợi đợt này thi xong cả cái gì vậy trời. Ôi, múa đập hết nha, đập đi xong rồi đi phá ghế hay đi đâu đi. Rồi có tranh chưa? Rồi vẫn chưa có tranh. Lủng đầu. Để mình vô trong nhà nhỏ xem có ai ở trong đó không. Nhàn ha. Đầu game mà cứ gõ mất máu không gục lên gục xuống thì sướng lắm luôn á. Rồi. Còn chị kia nữa. Tóc này mà nó neon hết thì đẹp. Ở đây thì nửa bạch kim, còn nửa kiểu giống như cái đèn vậy đó. Đèn dạng lỏng lỏng. Đẹp ghê. Tính cho ra ghế chết nhưng mà chắc là không kịp. Và trận đấu này tính mang phấn khích nhưng mà cuối cùng là đâu có sử dụng cái tranh nào được đâu. Họa sĩ chỉ cần mình gõ một cái là nó khỏi dùng tranh luôn. Nó có thai mà. Tai. Rồi ơi, cứu, kịp không? Khi mà chị phun chiêu thì chị đát cho cưng coi. Trời ơi, nguyên một ngày hôm nay tụi mình ngồi hóng chờ cái mail của cô rep xem cái bài báo cáo của mình tới đâu rồi. Mà hai ngày nay vẫn chưa thấy tin tức gì. Ngồi chơi dài cổ. Có những hôm mà ngồi từ 7 giờ sáng đến tầm 8 giờ tối. Ngồi ôm cái laptop không á. Mọi người tưởng tượng đi, mắt mũi của mình nó tàn tụi, nó ngu ngục những cỡ nào. Giờ mắt của mình kiểu bây giờ là nhíu nhíu xuống lúc nào cũng rất là buồn ngủ ấy. Ngáp lên ngáp xuống. Đến bao giờ mới xong. Không cam xa được rồi. Phải về đánh chay thôi. Vô cứu bạn của mình đi. Rồi, nhắm chạy được không? Nè, để lừa nè. Đó. À, gồng bóng. Cái ghế này là cái ghế chết nhá. Cho nên là ở đây
khá là khó. Mà cái con này nó không chịu cho thêm một cái ván hay là một cái khu gì ở đây để cho người chơi dễ dàng chạy thoát hơn. Sơ nào chạy qua đây là kiểu gì cũng khả năng cao là sẽ ở lại một đứa, mà bắt người giỏi thì sẽ là hai người sẽ gục luôn. Wow, đúng là một cặp tiên đồng ngọc nữ. Dancy. Cái chỗ chữ T đấy thì nó lại không cho cửa sổ thêm hay là ván thêm, mà nó lại cho cái khu bên này, mình cũng không hiểu. Cái khu này là khu mà kiểu siêu to khổng lồ luôn. Khu vực thương hiệu Bà Tân. To mà không thể nào mà chạy được, chỉ trừ những con nào mà có cái skill gọi là trên trời dưới đất thì may ra thì nó còn chạy được thôi. Ôi ôi, tự heal nhanh dữ vậy bà, hay ai heal cho? À chắc là có người heal. Đó 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 đó, lụng đầu. Trời ơi, đứng đó mà giòn. Đạo cam, thanh niên này đạo cam nhưng mà đạo không tới nên đến trốn nè. Rồi cứu nữa. Ủa rồi, AFK luôn má. Trời, chơi gì trời, chơi hay quá AFK. Đầu game thấy đi phá ghế không mà biểu. Lũng đầu. Chưa có điện à? Từng có điện rồi thì mình sợ. Đang rất là thích cái bộ cú miễn cưỡng, nhưng mà đợt này chắc là khi mà đập cầu mình sẽ ước luôn một lần. Cú miễn cưỡng chắc không ra đâu mọi người. Để khi nào reset cầu ước thì chắc cũng phải ước. Mặc dù không có chơi gây xa, không thì chơi vu trang cái phụ kiện thủy triều cũng được. Ok, và đầu hàng hết rồi. Và mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho các bạn cùng xem nha. Mang tiếng là cầm phấn khích ấy, mà không có nhìn cái tranh nào hết trơn, tức ghê. Rồi, mình đã quay trở lại trận đấu thứ hai ở map cánh rừng ly biệt đây. Từ tuần này đến hết tuần sau. Ủa, gần hết tháng 11 rồi mà vẫn chưa thấy rục rịch gì gọi là đi họp. Mặc dù là ngày hôm nay là ngày 19 rồi mọi người. Một cái tháng yên bình nhất. Người ta cho phép nghỉ có 3 buổi mà tôi nghỉ 4 rồi đó. Hôm thì nhà bận việc, hôm thì đang ở nhà thì bắt đi họp nên là cũng khá khó. Lụng đầu. Cái skin này là gọn nhất trong những cái bộ skin ở quê xa. Tóc tai đồ nó không tè lè tạc lẹt ra. Ôi ôi, cái gì bọ vậy trời, không có bọ là lụng đầu rồi đó. Có khi phải dùng bling. Cái map này là rất là dễ mất dấu. Úi giời, cái đèn. Cái đống lửa. Chói quá. Đâu rồi? Úi giời, coi kìa. Nó chói một cách mà không thể nhìn được luôn ý. Bling nè. Mệt mỏi. Đứng mà dòm. Đứng mà anti đạn. Rồi hết pin má. Lẹ lẹ không hết trận đi sạc pin nữa. Nãy tôi chơi 82, tôi bắt được hai đứa còn 7 máy. Mà vũ trang chưa ký được đầu ai hết trơn. Xong cái gọi qua phụ tôi bắt cam ghế. Rồi cũng để cho cái con ngồi ghế nó chạy nữa, tôi khổ quá mà. Xong cái thôi mình bảo thôi đi sang bên đây chơi 4-1 đi thì lại vô cái map này. Đá đi. Chị cũng đá thì cưng coi này. Ôi giời ơi, đánh trúng bé gái. Trúng lính thuê thì ngon. Rồi, tiếp tục đi bắt thanh niên kia. Máu này chơi không cẩn thận là mất dấu người như chơi luôn. Yo, ớt. Nhầm skill đúng không? Đôi khi mình cũng giống thế. Hai người gục. Cái skin dạng quỷ này nó rất là giản dị, kiểu nó không có màu mè hoa lá lắm. Nó đơn giản, nhìn cũng tạm ổn, đánh giá được à.
đánh giá khoảng đâu là không có diêm dúa, hợp gu, 8 điểm, dạng quỷ, đẹp, tóc tai gọn gàng, không có quá nhiều phụ kiện, linh kiện, chi tiết. À! Trời ơi, sát thủ. Đập ván hả? Đúng là một căng hả? Trời ơi, nó nổ máy kìa trời. Bắt được một đứa, cho nó bay thì còn hai máy. Bay à? Người ta đâu đây? Ủa đâu rồi trời? Ủa? À đây nè. Trời ơi, cái phụ kiện nó sáng như cái đèn vậy đó trời. Ghế hầm đây luôn. Thơm. Mời bạn ăn nha. Tên mấy gái đẹp ha. Nai. Mình hay đọc là Nếp. Nếp Eli. Nếp Eli. Ai cứu ạ? Ngày hôm nay cái khu vực bên mình nó âm u mưa thì thôi rồi luôn. Mà có một cái đám cưới, không biết là có đủ khách đi hay không. Hôm nọ có một cái đám cưới ở đâu đó cũng mời nhà mình. Thì lúc mà nhà mình đi xong về lại bảo là trời ơi dư tận 10 bàn mọi người ơi. Một cái đám cưới mà dư 10 bàn là tương đương gần đâu là 100 người đấy. Là ăn ngập mồm luôn. Nghĩ sợ thiệt chứ. 10 bàn chứ đâu ít đâu. Xong rồi không biết là bên họ có buồn hay không, chứ tôi thấy là nếu ví dụ như mình như thế là mình buồn lắm ấy. Ủa sao buồn một đống. Sao lại đánh cứ đánh con bé gái vậy nhỉ? Không có nhu cầu luôn á. Trời ơi, nó ám sát tôi. Không sao, không sao. Ở đâu rồi? À đây đây. Khiếp cái map gì mà chơi không cẩn thận ngố ngố cái là mất dấu chân. Cái map này mọi người chơi bên cũng khá là ngon nha. Mình thấy có rất là nhiều ván. Thì móc thì nhiều khi phải canh ván, canh đồ thì mình rất là dễ mình móc luôn. Thứ hai là đây là cái map của bên nữa. Chơi cũng rất là hợp phong thủy. Chơi một kiểu bắt người nhàn lắm. Móc chúng là kiểu gì cũng có hit rồi. Nhàn lắm luôn. Trời ơi, giấy, giấy. Chỉ ký vô đầu cưng này. Dùa. Cái map này có 5 vị trí hầm. Cho nên là mình chơi thì nhiều khi mình phải đi qua những khu vực hầm ấy. Nguyên cái con sông này thôi đã có 2 cái rồi. Giữa map là 3. Ủa? Mấy hầm ta? 4 hầm hả? 1, 2 à, ủa 4 hầm mấy năm trời. Cứu tôi với. Tự nhiên tôi quên ngang. 1, 2, 3, 4. 4 hầm hay sao á? Ủa 4 hầm đúng không? 4 hầm. Hai cái hầm ở con sâu, một cái hầm ở hai cái hầm xung quanh ở nhà lớn nữa là 4. Mình nhớ mỗi vậy à? Đó, nghe tai. Lại có một sự đi cứu nhẹ ở đây. Một người mà kiểu chuyên ra không có thích đi nhìn hầm thì nhiều khi rất là khó. Với cả là dạng người sẽ đi nhanh hơn dạng quỷ nhé. Nhiều khi mình đuổi chay thì cũng khá là ngon. Đát thì dùng để đát qua những khu vực địa hình hoặc là giảm khoảng cách thôi. Trời ơi, nói thì hay lắm mà chơi như cức. Nè, chết đi. Ghê, có tiền nâng phụ kiện S luôn. Hợp với cái skin tư minh thiệt chứ, nó xanh xanh á. Ủa đầu hàng hả? Ừ, vậy đi, mệt. Ok, vậy là mình sẽ kết thúc video clip đây. Tối nay thì mình sẽ livestream đi rank 5 năm và một vài trận thường để giải trí. Một tuần sẽ live vài buổi thôi. Hẹn gặp lại mọi người trên fanpage Hoan 801 nha. Bye bye.